khóc vào sân bay nữa các bạn, vô đón đứa bạn mà không biết có qua không, nó đau bụng gì đó. Airport. One ticket please. For pick up my friend. Yeah. Only my car. Yeah. Thank you. It's like similar to highway. Can you this too? Thank you. Bye. À, cái thẻ này vô sân bay được luôn các bạn. Cái thẻ mà mình đi cao tốc đây. Cái thẻ e-toll. Giờ vô đón. Không biết có bay qua không. Đây. Khỏe quá. Đúng rồi, mua chỉ có mua cái thẻ là đi khắp nơi. Giống cái thẻ Touch and Go bên Indonesia là đi được cao tốc nè, đi tàu điện ngầm nè, rồi tàu monorail nè, đủ thứ luôn, còn một thẻ mà đi được hết luôn các bạn. Giờ vừa đó là sân bay ở Surabaya các bạn. Cái này cảng nội địa, xong họ mở thêm một cái cảng Terminal 2 ở phía nam nữa, tận dụng đất để cho nó đỡ đông. Này ga nội địa nhìn giống Tân Sơn Nhất quá ha, cũng thấp thấp một tầng nữa bạn, mà bạn mình bị bệnh thì không qua được nên giờ đi núi lửa thôi. Có gì mai mốt cái gì qua rồi đi núi lửa y chang sao các bạn, cứ chạy về cuốc kiếm thu nhập. Qua đi đi về Sài Gòn không bà con ơi, lên xe đây, sóc chở đây, ráp đây. Phí đậu xe nãy là 15.000 các bạn, rẻ ha, vô ra cái hết 15.000, 10.000 ruby. Giờ lại đi đường này để lên cao tốc. Lên cao tốc cho nhanh. Đi về vừa ra khỏi sân bay có cao tốc luôn, đỡ kẹt xe. Lên cao tốc để đi xuống thành phố Malang, tại mình book cái tour đi từ Malang các bạn, không có cho xe cá nhân lên, chỉ đi xe jeep, xe địa hình 4x4 hai cầu của bên đó thôi. Thường mọi người sẽ đi từ Probolinggo phía bắc, nhưng mà mình muốn cắm trại nên chỉ có phía nam có lỡ Malang thì nó mắc hơn một chút, gần cũng gần gấp đôi á, nhưng mà đi được 2 ngày một đêm và tới cái chỗ ngắm ngắm bình minh buổi sáng luôn các bạn, tới trong đêm luôn, sáng mở cửa lều ra là thấy rồi, không cần phải đi sớm. Thì đường này mất cái kia, mắc hơn chút mà phải đi xa hơn, đi xuống Malang hơi ngược đường, xong rồi mình sẽ vòng lại gần Surabaya, mình vô cao tốc ở Indonesia. Yeah. Let's go, 99 cây nữa. Mình đi suốt cao tốc từ sân bay luôn, quá khỏe. Vô trạm dừng chân 66, 66A. Ở đâu mấy cái trạm dừng chân đều có cái nhà thờ, cái thánh đường Hồi giáo để cho bà con lại là cầu nguyện, không lớn thì cũng nhỏ, hoặc là trong nhà hàng quán ăn nhiều cái cũng có một cái phòng cầu nguyện nhỏ các bạn. Sùng đảo quá. Ôi trời, này xe cộ đông đúc dưới ta. Vô kiếm chỗ đậu xe đi vệ sinh ăn sáng. Bên đây xe trạm dân bự như bên Mỹ, sướng ghê không? Việt Nam đi Long Thành Dầu Dây ra tới Nha Trang có một cái, con mới đi tè bậy dọc đường nguy hiểm quá trời. Rất nhiều người muốn làm mà không cho làm, chứ không là bà con làm liền nữa chứ. Biết nhiều người có tiền sẵn sàng đầu tư nhưng mà vô. Đây. Vô đây luôn. Yeah. Rồi. Gà rán ai muốn thích thì có cơm luôn nè các bạn, cơm ở trên luôn. Còn xúc xích thì có xúc xích cheese và loại thường các bạn. 26 là 40.000 các bạn, gần 40.000. Xúc xích bảo quá các bạn, này chắc cũ lắm rồi. Không biết có rồi thôi mà ăn xong mới đói bụng quá mà. Một cái xúc xích với một cái miếng gà. 26 là gần 40.000. Đang đợi một ly S coffee. Coffee là cà phê á.
còn S là đá, SKB là cà phê đá. Hôm sáng là đạp tiếp về Malang, chuẩn bị đi leo núi. Cà phê đá để trong một cái ly có nắp. Dễ thương ghê không? Ôi trời. Này chỉ cho 17.000, 15.000 lít chỉ cho xe địa phương các bạn. Phải đăng ký biển số, mà các bạn thấy biển số nước ngoài đăng ký không được, nên phải đổ Betamax. Ok, thank you. Lên cái dốc thấp thấp nè. Bây giờ số 4. Chạy cũng hơi đuối rồi đó. Này bây giờ sốc phải hạn chế đi đường núi thôi các bạn. Anh áo xanh chuối. Này đội lại cái nón TDK màu 1 đây. Lên dốc. Số 4 mà dốc về cũng ok. Cao tốc mà cũng không có dốc lắm. Ráng lên bé ơi. Nhiệt độ dầu, nhiệt độ nước đang là 81 độ C. Ngoài trời đang bao nhiêu đây? 31 độ. 58.000. 60.000 là 100.000. 100.000 cho 100 cây. Một cây số 1.000 đồng. Vô trung tâm thành phố Malang. Còn dư tới 4 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Dư sức đi ăn cà phê, úp hình, linh tinh. Này các bạn đi về Surabaya bằng đường quốc lộ cũng được, quốc lộ 36. Còn nãy là mình đi cao tốc các bạn. Bữa trái vô đường 36, trục đường chính đó. Vô nối Malang với đi về phía nam của đảo Java. Vô. Mấy xe chở khách nhỏ nhỏ, minibus MK. Tiếng chữ thề, chữ bậy. Đường cây nhiều ha, Indo nóng mà cây nhiều. Đỡ nóng. Cửa mở rồi mà không thấy. Đã quá. Lấy thẻ e-toll này trả luôn. Chung một thẻ xài tất cả các nơi các bạn. Hy vọng Việt Nam làm được cái đó cho nó dễ ha. Một thẻ xài được tất cả các nơi tiện lợi. Hai bé su cốc này cũng siêu cốc, siêu kia carry bạn mà 1.5 lớn hơn xe mình 50-100cc. Nhìn hình dáng y chang ha, giống như, nhưng mà chỉ giống như nắm vô đầu xong kéo dài ra phóng bự lên xíu. Đó, bộ lăng bên tay phải, xe này không biết mấy cầu đó, chắc có cầu sau thôi. Siêu kia carry 1.5 các bạn. Nhìn ngủ xíu mở quạt. Cứ như mấy ông tài xế mở cửa mở quạt dắt dò lên ngủ giống anh Gojek ngoài kia các bạn, đòi tài xế. Rồi trùm bạn sóc lại, che ở trong rồi che thêm lớp ở ngoài các bạn, cột rồi lại kiểm tra cửa nẻo đầy đủ, quay một vòng để mốt có bằng chứng lỡ có bị phá báo cảnh sát. Rồi đã khóa hết. Phá luôn. Rồi xong. Mang bà Molo này thôi, chuyên Tactico đây, của Việt Nam sản xuất đây. Đầy đủ gậy leo núi, tripod S24 chụp hình, S23 backup, sự cố y tế của One Life, đèn pin Phoenix, đồ ăn, nước uống, cái ly, áo quần, đồ giữ nhiệt, sạc, dự phòng, vân vân, đầy đủ. Còn liệu túi ngủ thì bên tour họ có rồi, có mang theo. Lên đường, phản quang ban ngày, ban đêm đầy đủ hết luôn nè. Ghê không? Rồi dứt nha. Này ra xe lửa các bạn, đi nhờ dòng qua bên kia đường ray. Đây là xe lửa Indo. Này chắc khỏi đường ray 1.5 m rồi. Chạy nhờ, chắc được hơn 100 cây. Đi kéo không? Qua hết bên kia luôn.
đỡ phải đi vòng. Westgate exit nè. Chở xe bằng xe, chở xe máy bằng xe lửa luôn nè bà con. Quấn cạc tông ghi biển số xe, quấn đèn rồi lại giống làm nhớ hồi xưa gửi xe lên Sa Pa lần đầu phượt Sa Pa. Này không biết giá gửi nhiêu này thì gửi tàu chở hàng nè các bạn. Đây là mấy chiếc tàu chở hàng đây, cargo ngoài khu vực đóng xe đây, quấn một cái lớp mấy cái bấm nút để đỡ mòn, đỡ trầy rồi mới quấn cạc tông. Đó làm dịch vụ đóng hàng đóng xe. Giờ ra kiếm cái ông hẹn gặp đi xe đây, ông Uber ông Grab của bên kia họ book để đón mình, có mình à. Đây bên công ty tour họ book cái Uber book Gojek các bạn để đón khách lên đó, chắc có người tiết kiệm không có xe xuống đón, rồi anh tour guide đợi ở trên cái gần cái chân núi này. Nova số sàn nè, 5 số, một số lùi giống bằng sóc này, chắc mấy bà cô đội hijab rồi xong lấy ghim lên xong gầm vô đây luôn, nhìn ghê quá trời, ngồi sau này lỡ có ủi vô chắc chết. Đây đi Uber đi Gojek đi qua số sàn không cài seat belt luôn. Chợ rau nè các bạn. Mấy anh chạy xe máy chở mấy cái thùng rau bán. Chợ rau Indonesia cải nè. Quá trời luôn. Chợ rau. Ngồi trong xe ngắm cảnh. Quá trời quá đất luôn. Bắt đầu lên dốc đây. Đó, bắt đầu lên núi từ từ rồi đó. Đất đây đất núi lửa nên rất là tốt luôn, tha hồ trồng. Bạn đổi qua chiếc Toyota này, hai cầu, không có cho khách tự chạy lên núi. Do đường xấu với lại họ để đảm bảo an toàn các bạn, với lại dĩ nhiên là phải thu thêm tiền. Thì mình đi chiếc này bút hai người, nhưng mà cuối cùng đoàn có một nhóm mình thôi, hai người, cuối cùng bạn kia lại bận, cuối cùng một mình bao xe. Trời bao xe luôn, quá VIP lên chứ bà con, tưởng thằng này giàu lắm, một mình một xe. Rồi lên ship các bạn, bạn nào đi promo rồi chắc sẽ rất quen với những chiếc này. Lên xe. What's your name? Chica. Chica. Yeah. Đây các bạn. Chica với mình là sẽ đi. Ok. Rồi. Ready? Yeah, I'm ready. Ok. Đây. Chica là guide và tài xế luôn. Đó. How many years? 10 years. I do this. But this one how many years? Oh, this car? No, year. 1, 2, 3, 1 the first, second year, third year. I mean how many years? Year. Me or the car? No, the car. 1, 2, 3 reverb. Oh, this, yeah. Four year. Yeah. Okay. Vậy là 4 tới 1 lùi các bạn. Sorry. Okay. Maybe no. It's not good, sir. No, that's okay. Rồi. Vô khách vô làm lơ luôn. Ok. Rồi, đi nào. Đây. Đây có cái bảng số hôm trước luôn à. Đây 4 số các bạn. Do đợt mình chạy thử xe của Suhu bên Malaysia là cần số nằm bên tay trái ha, nên nó vị trí số nó cũng giống như vậy, 1, 2, 3, 4 mo ngang, rồi thì nằm bên trái tại vì nó ngược một xíu. Hai cầu đây, hai cầu thấp hai cầu cao, lô đó, đây là cần số, đây là cần, đây là ta đổi một cầu hai cầu. Đây xe rất là cũ rồi mà vẫn chạy tốt, leo núi tài xế nhanh chóng đi câu ghê luôn. Lên xuống cửa vẫn bằng giống bạn su cốc của mình nè các bạn, xoay tay luôn nè, y chang đó. Rồi bây giờ mình chạy về chân núi, tối nay sẽ cắm trại, tại cái tour mình cao hơn những tour khác do mình ngủ một đêm trên núi, cắm trại ngắm sao trăng các bạn. Còn các bạn khác là 2 giờ sáng đi trong ngày thôi. Qua giờ mới thấy có hội mô tô nè, giờ cũng mở đèn sáng trưng. Đi promo luôn. Rồi CRF rồi cây tre táo lả. Promo.
tới đầu tiên là tới trạm nghỉ chân trước, rồi mấy anh chàng xin tiền giúp hỗ trợ xe cộ ngã tư, làm thay về cổ cảnh sát giao thông xin tiền, được tiếp tiền là ít tiền lẻ. Tài xế Đen Vâu, Đen Vâu ca sĩ Việt Nam tốt nghiệp qua đây làm tour chạy xe tài xế đã đến thành phố thị trấn rồi, gấp bút lắc ca, đường rất là chật, dốc rất là đứng, còn sóc lên đây chắc lết lên không nổi quá, mưa không có cần gạt mưa luôn, ủa có mà chắc không biết còn hoạt động được không, họ mô tô đông quá trời mắc mưa nè, để ngoài đây mới thấy các bạn. Mưa rơi, tánh mưa, đặng đặng đang khoa quá mệt. Này không biết mai thấy nó lỗ không, trời chán dễ sợ. Mấy mai nắng rồi tới lúc mình lên chỗ mất tiền, chỗ bỏ tiền đi chơi thì lại mưa. Mấy anh lên Cruiser, mấy anh Toyota đậu đợi chắc khó chạy. Đủ màu sắc. Trời gạt mưa có một cái nằm bên tài xế à. Bên khách là thua luôn. Giờ đủ nhìn thôi. Only one side. Yeah, only the rain white. It's okay. Don't worry, just kidding. Tài xế Đen Vâu Indonesia. Okay, Indonesia style. Xe này chạy Việt Nam chắc bị phạt tới bà luôn đó các bạn. Cái này lên xuống cửa cũng phải vừa xoay mà vừa nắm gạch lên mới được. Xe cũ rít quá. Rồi, mấy anh mô tô đèn sáng trưng. Đây đã lên độ cao 1.300m. Bắt đầu xuất hiện mấy cây thông rồi, mấy cây lá kim rồi. Trời mưa lâm râm rồi. Mưa lớn bây giờ lại hết. Qua khỏi mây hy vọng trời nó quen một chút các bạn. Xe không có xích beo mà chạy đường không nhiều, đa số là không có con bà rơi hai bên cũng ớn, lăn dưới cái là lên đường vực cũng sâu. Hy vọng tin tưởng vào tài xế của tài năng của anh tài xế Đen Vâu thôi chứ. Bây giờ là tôi đó, sương mù luôn, ghê không? Như vườn quốc gia Bromo hay gì nè các bạn. Ở cầu cao xe ship đây chắc phải vô mua vé hả. Thêm chiếc xe hư nữa, xe hư quá trời, xe cũ. Đã lên độ cao hơn 2.000m rồi, anh Đen Vâu vẫn lái xe rất là từ các bạn. Ở trên núi giống kiểu cà xô ha, trời quá chật, cái cổng quá nhỏ, lên giống lúc đó 2.100m rồi. Thị trấn trồng rau củ quả rồi trồng trà tá lã luôn. Chiếc xe kia, xe tải này cừ thì chạy tuốt lên đây, giống mấy ông xe tải Tây Bắc cũng chạy kinh hoàng luôn. Chạy lên lên luôn, luôn. Sắp tới một cái nơi gọi là Bromo Hillside, cái chỗ mà các bạn gái nói là chạy xe đây đậu xe đi cho nó mát, nhưng mà dốc thì sốc là thua rồi.
trấn, độ cao 2.001 m. Quá nguy hiểm. Những cái trang trại trồng rau, trồng trà. Wow, dốc cao quá các bạn ơi, cứ như này y chang Hà Giang Lũng Cú. Ồ, potato. À, khoai tây các bạn. Những cái trang trại trồng khoai tây. Dốc đứng như là cung đường hạnh phúc mà bị lèn luôn ha. Mô tô đi đông quá trời đông. 2.300 m rồi. Rim luôn các bạn. Trời ơi, Honda Rim luôn. Đây. Romo Hillside. Chở đúng ra dừng đây ngắm cảnh mà xuống phùng này là thua rồi. Lên. Lên 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 lên. Quá hồi hộp. Vua tay áo luôn. Này đôi khi chọc phải một xe dừng lại nhường đường thì mọi người sẽ vẫy tay bóp kèn cảm ơn đó, rất là nice không, vẫy tay cảm ơn nó lịch sự vậy mới được chứ. Đây đã đến Romo Hillside, một cái chỗ dừng để uống cà phê vệ sinh đồ ngắm cảnh ngắm núi, nhưng mà sương mù vậy là thua rồi. Quá trời mô tô luôn nè, trời ơi. Xe Toyota Land Cruiser cũng đậu đây cho bà con ngắm cảnh, mua quà, là mô tô nè, hội mô tô khắp nơi. Rồi qua bên đây đã thấy được cái, bắt đầu thấy được cái núi lửa nè các bạn. Một cái rìa núi lửa rồi. Wow, đẹp chưa? Tuyệt vời. Bắt đầu tan sương từ từ rồi đó. Có con khỉ luôn nè. Bác khỉ, bác khỉ, bác khỉ, bác khỉ. Bắt đầu thả dốc xuống. Để số 1 bằng máy luôn. Đó, nhấp nhấp thắng thôi. Lên dốc bao nhiêu xuống cũng bấy nhiêu các bạn. Chạy xuống dưới chân núi. Phía xa đã có thể thấy núi lửa Romo rõ rồi kìa. Là cánh đồng Teletubby. Nếu có nắng thì rất là đẹp. Một cái thảo nguyên trên núi các bạn. Phía trước mưa lớn rồi, chán quá. Đường rất là hẹp luôn. Có hoa vàng, không biết hoa này hoa gì ha, không lẽ tên là hoa Teletubby. Sắp tới chân núi rồi. Trời sấm sét luôn. Quá chán. Ngày vô lều ngủ chứ chơi gì nữa. Yeah. Ra ngoài chơi xíu các bạn. Mưa quá, chạy vô. Đây này mấy cái bông Teletubby đây, chắc là vậy, họ làm để họ bán nữa các bạn. Có nhiều cái đủ màu, này chắc nhuộm hay là màu zin hay gì đó. Later. Đây các bạn, anh chàng kêu là tắt để chế độ fly mode đi, sợ bị sét đánh. Cái này mình cũng tự giác biết rồi, với lại cũng không có sống đến đây. Đây là một cái thảo nguyên đó, nằm giữa những cái ngọn núi lửa rất là hoành tráng các bạn. Quá mưa luôn. Phía xa có cái ánh đèn xe máy kìa, zoom 10x vô. Có anh chàng nào chạy xe máy giữa cơn mưa, họ mô tô nè, đuối luôn. Này đi off-road gì nữa, off-road luôn.
đi đường này né né nhường đường cho mấy xe tải chở đồ luôn. Cánh đồng đẹp quá các bạn. Chị em nào này mặc váy trắng mà xuống đây đứng diễn là hết bài. Ghê chưa? Mặc đồ luôn. Mua tới thua luôn các bạn. Mây đen kéo tới. Nhìn cũng cảnh cũng ma mị ha, đúng kiểu thời tiết kiểu mình thích nè. Trời mà mây đen không có nắng nhưng mà thích khi nằm ở nhà nhìn ra thôi, chứ đi chơi giờ là thua rồi. Lại ông pha heo thánh mưa. Off-road rồi, bây giờ mới phát huy khả năng off-road của bạn, lên đuôi sơn thôi. Để hai cầu chạy đường sình đất rồi, có mấy ông xe máy cũng chạy khùng ghê giống mình y chang. Đã đến gần sát chân núi Promo các bạn, phía xa kìa, đây. Đó, chỗ xa xa đó, bắt đầu vô cát đen nè, đúng kiểu cát ở chỗ mấy cái nham thạch, dung nham đây. CF Sen, biển cát, tên của khu này. Promo phía xa, cái nào này đúng ngày mình tới cái nó phun ông ta. Cái là thánh nhỏ luôn á. Đây, CF Sen bắt đầu hết tình giật rồi đó. Còn mà cát là cát không luôn. Chạy như trong vô định luôn. Giữa mưa lớn và sấm sét cùng đông. Chỉ còn mình và anh tài xế đen vâu. Luôn mù mịt không thấy gì luôn. Chạy mù luôn. Nhưng tài xế quen đường. Ok. Vẫn có anh xe máy chạy xe kìa. Trời ơi, liều quá liều. Giờ ban đại chứ sao mà thấy néo gà được nữa. Rồi, lại bắt đầu leo núi nữa các bạn. Chạy lên cái chỗ để ngắm hoàng hôn ở Bình Minh. Sunrise. Bôi. Vô đường nhựa lại đây nè. Đây nó lửa Promo đây. Sáng mai thì mình sẽ có cái view nhìn ở đây. Hy vọng trời đẹp. Xong rồi nay thì từ cuối tháng 12, 2023 thì bắt đầu ghi nhận là dư chấn động đất bắt đầu hoạt động lại, nên không có cho đi vô cái miệng nước lửa nữa các bạn. Cũng hơi tiếc thôi. Để mốt để dành qua Yichen đi vô miệng núi lửa cũng được. Đứng nhìn từ xa thôi. Leo dốc tiếp. Úi dạ, sấm sét. Trời đang mưa nên đường vô bãi cắm trại hơi khó các bạn. Tại bớt mưa mới dựng lều được. Nên đi vô đây chơi chút. Đây có một cái masjid, là một cái nhà nguyện thánh đường để cầu nguyện của ngân hàng biết sai tài trợ. Có nhà vệ sinh luôn. Vẫn còn mưa. 8 giờ tối mới hết mưa. Đây. Nhưng mà lên trên đây ra khỏi mây nên nhìn cảnh được một chút. Đó. Trời khá lạnh ha. Người cũng ướt ướt, vô mở cửa sổ xe chụp hình nè các bạn. Cực ghê không. Hoài mưa quá các bạn. Tranh thủ này có gà với cơm này. Lại nguyên ngày từ sáng ba cử đều gà hết. Mình có một cái gói theo. Tối lấy nước nóng nấu ăn cũng được các bạn. Ăn giết thời gian coi. Cơm này, cái nấm cơm này giống cơm nấm Việt Nam ha. Cơm với gà, tương ớt. Cái lửa semi-ru trong ánh hoàng hôn các bạn. Đứng bên đây vớt được xíu nắng. Đây mình zoom nhân 3 đây. Diện 5 đây. S24 zoom khủng không? Mà vẫn sáp, vẫn rõ nè. Zoom 10 luôn nè. Bắt đầu đội. Đi bỏ. Bắt đầu đội đèn pin. Đèn pin Phoenix luôn. Xách bịch đồ ăn với ba lô. Bạn gai xách lều với cái túi ngủ. Bạn gai chắc ngủ trong xe. Với cái lót nệm ở dưới đây nè. Nó mặc áo mưa vô. Đi bộ 5 phút là tới chỗ camping.
Rồi đèn giúp luôn nè, đèn mình xịn hơn luôn nè. Đây. Đó. Hết cháy rồi. Đèn giống đèn Shopee bán Việt Nam 30-40 ngàn cái đó, siêu rẻ. You can use my lamp, that's fine. It's not working. You can use my, yeah. Sorry. It's not working. Yeah, I think. Okay. I cannot open the. Just put it on. Turn. Yeah. Now on the top. Yeah. Rồi đèn cho anh gai mở đèn pin luôn. Anh gai cười bắp quá anh gai. No problem. Anh em rọi đèn. Đi sau rọi đèn cho anh gai luôn. Đi trong đêm. Trời tối hẳn rồi các bạn. Làm nhớ cắm trại trên Hoài Liên Sơn ghê. Trên mấy cái đỉnh núi. Mà hôm nay có láng nào hết ngon lành rồi. Cắm trại trong khu rừng. Này gần 2.500 mét rồi. Bốc khói rồi, oxy cũng thấp hơn một chút rồi. Bằng độ cao của cái láng ở Sapa với ở Tà Chi Nhù ở Butaland. Có anh chàng gai Indo dựng lều coi sao. Rồi đèn cho anh dựng luôn. Trải ra. Này lều 4 rồi. Có mấy bạn kia này. Không biết con ngủ đây không hay là chỉ dừng đây ngắm cảnh này xuống. Ok, trải phẳng ra, good good. Này mình làm quá quen rồi. Không biết nhiều lần trong đời rồi. Rồi, để lại nói mấy cái cọc lều vô phụ anh chàng. Xuống xe ngủ các bạn, một mình ngủ ở đây. Một mình một lều luôn. Em bịch đồ ăn. Đó, đây cũng rác linh tinh nhiều ha. Bà con đi chơi vứt đây nè, kỳ dễ sợ thiệt. Vô lều các bạn, trời vẫn còn mưa, hy vọng sáng mai hết mưa để thấy được bình minh bù lại cho hôm nay. Sợ tối nhiều khi sấm sét đỡ xui xui là banh xác. Nhưng mà hy vọng đẹp trai, dễ thương, tốt bụng sẽ không bị gì. Còn ma cỏ thì không sợ đó. Gan lắm. Với lại không có làm gì xấu, trái lương tâm nên không có sợ. Anh chàng cho cái túi ngủ. Một cái nệm trải. Này may quá có cái bình giữ nhiệt nè. Chắc có nước nóng sẵn. Có nước nóng để pha trà, cà phê. Hai chai nước. Mà mình có chai lít rưỡi rồi. Chai ly. Trong cái túi hồng hồng. Xinh xinh. Đồ ăn với ba lô của mình. Đó. Rồi, còn vẫn còn bánh kẹo rất là nhiều. Mang theo để dành các bạn. Giờ thay đồ cho khô, nằm ngủ. Đêm dậy, ngắm sao nếu có. Bạn là một ly trà nóng, trà túi lọc. Cho nó ấm người các bạn. Không, sức dầu, mua bên Đài Loan. Thoa, nóng người.
quá đã. Rồi đây là cái túi ngủ Hòa Phát. Ngoài anh chàng không cẩn thận nãy lắp đèn pin làm ướt nè, nhưng mà ở trong có cái lớp nỉ cũng mắm đó. Rồi tháo phơi đồ nuôi một chút cho nó khô người, xong rồi ngủ một chút, nửa đêm dậy ngắm sao. Ok là chai rượu theo một ít whisky thôi các bạn, Singleton để dành uống. Thật ra là trời nóng trời lạnh mà uống là nó gây cảm giác ấm, thật ra là mất thân nhiệt nha các bạn. Nó nên nó, nhưng mà này kiểm soát được, với là cũng ít cũng không sao, chứ nhiều bạn lên núi mà uống rượu cho nó ấm là không đúng, nó là cái ảo giác thôi. Làm thêm cái đùi gà nữa, làm thêm phần mì ly các bạn, chua cay bao ấm luôn, bao ngủ ngon. Ngoài trời nãy ra sương mù về đặc rồi, khỏi ngắm mây nữa, khỏi ngắm sao nữa, ngủ thôi, sáng mai dậy hy vọng có bình minh là được. Ây da, quá nhỏ quá xui. Cái khăn quen thuộc xài từ hồi ở Peru, Bolivia tới giờ, cho đi vòng quanh thế giới lần hai. Rồi ngủ thôi, chỗ quen ngủ ngon, mai 4 giờ dậy ngắm bình minh hy vọng có. Các bạn bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi, tối qua ngủ một mình, sau đó có dậy cái liều dựng thì khoảng 3-4 giờ bắt đầu nghe tiếng nhốn nháo thì mọi người bắt đầu kéo lên, nhiều khách lên đứng đợi, bình minh rất là đông, du lịch quá phát triển các bạn, quanh năm mùa nào cũng đều đông, gánh tỷ ghê, mừng cho các bạn, nó lửa promo, đây, ai cũng đến đợi, sunrise, đây là cái đồi Kinh Công, là coi như là cái chỗ view cao nhất của cái khu vực này các bạn, không có chỗ nào cao hơn. Đó. Hai cũng lên đứng chụp hình. Và bên đây là núi lửa Bromo. Đó, các bạn thấy chỗ bốc khói không, là núi lửa Bromo đây. Còn này là núi lửa khác, phía xa cái nhọn là Serampang, Semeru các bạn. Còn cái núi lửa đây là Ba Tóc, mà còn phải tối tí mình sẽ cho các bạn xem, trời sáng hơn xíu. Đây mọi người đang đứng đợi và trăng phía xa như này, không biết trăng bên đây như ngày gì mà sáng trưng này, như rằm được rồi, cũng vừa qua ngày rằm. Em biết có khách Việt Nam không, tại không nghe tiếng Việt Nam. Bà con đốt lửa sưởi ấm, không quá là lạnh, 10 độ 11 độ thôi các bạn. Sáng hơn rồi các bạn. Này mình lấy cái bạn S23 để quay thăm lắp đây, treo lên cái cây, thấy cái tripod tiện ghê không? Đó, bắt đầu thấy rõ nè. Này anh chàng không biết người nước nào sáng giờ đứng chụp hình với mình, lấy hay kiếm chỗ dựng tripod với chụp sao, đi vòng vòng hai thằng đi kiếm góc đẹp giống như Nat Geo. No, it's okay. Just nè các bạn, phía xa là đây, đây là Bromo, đây là Ba Tóc, còn phía xa là Semeru là cái đỉnh nhọn ở đây. Đó, còn này là núi lửa Ba Tóc, còn cái Bromo là cái tròn tròn ở đây, đang bốc khói nè. Đó, view trên đây các bạn có thể thấy rõ được hết tất cả cái đỉnh. Còn mấy bạn mà đứng ở dưới đây nè, là nó bị cục, không có thấy rõ cái núi lửa ha. Mặt trời lên hẳn đây nè các bạn, mời các bạn ngắm cảnh núi lửa Bromo với mình. Cái chỗ bốc khói á là Bromo, cái ở phía trước tiền cảnh là đây Ba Tóc, núi lửa Ba Tóc, còn cái phía xa là Semeru, cái nhọn hình như cái kim tự tháp á các bạn. Đó, này mình zoom lên là bà con đứng đặt ngẹt ở đây nè, thấy không, các view rất là đông, nắng lên rồi đó. Đợi đây từ khuya qua đến giờ, may là sáng không có mưa ha, trời quang chứ không là thua rồi. Đây là quá trời đông nè. Đó bà con chen chúc nhau chụp hình, đang leo lên gốc cây, tác nghiệp đứng lên cây. Đó, cho nó cao một xíu. Các bạn, đây là mình ở núi lửa Bromo lần đầu đến đây. Phía xa là đây là núi Ba Tóc nhọn, cái chỗ đang bốc khói là Bromo đó các bạn, còn cái núi xa phía sau là Semeru, cái núi nhọn. Đây là mình đang nhìn về phía nam một cái di sản UNESCO, để đến được thêm một cái di sản UNESCO nữa. Thì bây giờ là đang 5:45, mặt trời đã lên sáng hẳn rồi, nếu bạn nào đi thì
nhớ đi tới đây sớm, 4 giờ rưỡi có mặt là được. Ok, cảm ơn các bạn. Thank you. Bên phải Kiên Công, chỗ này mình thấy đẹp nhất các bạn. Gần như cao nhất còn một cái trạm radar nữa, nhưng mà cái này nó ok. Chỗ đậu rộng rãi và thấy được có mấy cái cây làm tuyệt cảnh, nó đẹp lắm các bạn. Mốt các bạn nói chở lên Kiên Công nha. Ghê, thân thiện môi trường ghê, mốt tối lè lẹt luôn. Cứ như núi lửa phun luôn, trời ơi. Y chang núi lửa luôn. Ghé thêm một chỗ dừng chân nữa bạn, Love Hill. Oh, có một cái ngọn đồi lên đây nè, lên đây ngắm cảnh là giống cái đồi, chỗ đồi vọng cảnh gì ở đi Quảng Bạ ha. Leo lên cái đồi, đây là tượng hai người đàn ông và phụ nữ mặc đồ truyền thống. Trời ơi, múp dễ sợ không, quá chị nữ sexy quá chị nữ. Rồi xuống là giới thung lũng rồi các bạn, quá trời xe luôn, cả ngàn chiếc quá. Còn một chiếc Land Cruiser Toyota nhỏ nhỏ, có chiếc này đi quanh thế giới cũng được nè, nó đều cũ quá cũ. Bà con người dân ở đây cũng sáng mở bán hủ tiếu, bộ lộn, bán mì gói, bánh này nọ linh tinh, quá trời luôn mấy cái vùng đông vui quá ta. Cứ như cái ngày hội xe pro hay là một cái lễ hội vậy luôn á. Mỗi ngày, everyday is a festival. Giờ kiếm chỗ đứng chơi, chụp tấm hình nhập cảnh xíu. Bắt đầu học rồi tiếp, vô đường đất chạy mê racing boy chạy ghê không? Chở gái đi chơi rồi. Ghê không? Tại ga đồ phi tuốt hết. Đất này đất cũng cứng các bạn, cũng dễ chạy. Này có mô tô ở đây chạy quay diễn là hết bài ha. Đây có một nhóm chị em Hồi giáo Melody Combat vậy nè. Ai cũng xe đông, có mình đi xe có mình nè. Mình đang leo xe diễn. Núi lửa tự nhiên quên này. Bà Tóc, ngay phía trước đó các bạn, Bà Tóc. Ra cho chị em anh leo xe diễn, chụp hình sống ảo. Bạn, mình với bạn Đen Vâu chạy xe xuống đây, cũng xuống ở giỏ thung lũng chơi so Valley thung lũng khủng long, đặt tên giới chất nhưng mà tên nó là Tanger Canera các bạn, cái miệng cái hố Canera Tanger, và phía trước là một cái miệng núi lửa gì đó mà nó xếp bánh cuốn gần do núi lửa, do núi nó trồi lên đó. Đẹp quá ha. Ở đây có một cái thung lũng mini này, có vẻ như có nước nè, mà mùa này không có, cạn queo. Xuống đây là đi chơi hầm vòng, này là làm lễ hội camping là thôi là bao cả triệu người luôn. Còn kia là bà con nè, tụ tập dưới chụp hình nè, quá trời đông vui luôn kìa. Này biết như tạo biết như công ăn việc làm luôn, mê luôn. Còn hồi sáng là mình ngủ ở trên đó đó, nó trên mấy cái dãy đồi này nè. Đây là cái chỗ này mà mình mới xuống nè. Đó, rồi cái chỗ mình ngủ là khu rừng ở trên nữa các bạn. Trên đỉnh trên đây luôn nè, chỗ mây đó. Đó, tối qua là ngủ trên đó ngắm cảnh đó. Dốc đứng ghê không? Rớt xuống cái là banh xác. Rồi. Bây giờ ở đây trống nè các bạn, mình sẽ trải nghiệm thử chiếc Toyota Land Cruiser này. Bữa mình chạy xuống sàn bên Malaysia rồi, xe của Suhu, Suzuki Flyvan với chiếc Lamborghini bên chạy cũng vô lăng bên phải. Giờ mình sẽ thử chiếc này các bạn. Giờ số. Yes, strike. Ok. Good. Đây là thắng các bạn. Rồi, đây là mo đây nè. Ok, start. Đó, nổ máy. Rồi. Rồi, vô 1. Rồi, số 1 đây. Nhả
good driver, right? Đó, trải nghiệm lên cruiser. Đi vòng vòng ở trong đây cho an toàn, tại vì bước ra là tài xế rồi phải chạy, nhưng mà trong đây thì không có ai, nên cũng không vấn đề gì vậy. Very strong ha. Hộp râu tới luôn. Để thử. Rồi số thì bên tay trái nha các bạn, nhưng mà vị trí số dụng 1, 2, 3, 4, 5 thì đều y chang như là bên bên làng bên trước giờ ở Việt Nam nha các bạn. Chỉ là nó nằm bên trái thôi. Còn bên phải là xi nhan. Đó, xi nhan kia bên trái, xi nhan này bên phải. Còn cái đèn hay là quạt nước thì sẽ nằm bên tay trái, nó ngược lại vậy. Đây là chạy vòng vòng ở Canoso Valley, thung lũng Canoso các bạn. Đó, ôm cua. Đã. I will stop there. Ok. And change to you. Rồi, đó, trải nghiệm thử. Nice. Cái thắng đó rất là sâu. Các bạn chạy giữa thảo nguyên này, nắng đẹp nè, nhưng mà trưa lại mưa, chả bồn qua mưa sấp mặt. Cái cảnh này quay tròn bay theo là mang xe ra test mà hết bài luôn. Hồi phượt Indo, mỗi anh chở một bé. Anh trưởng đoàn để bộ hương xe. Mấy cỏ lau đẹp quá, yêu quá luôn. Đó, tối qua là mình ngủ trên đó đó các bạn, trên cái khu rừng trên đó, đó chỗ cao nhất luôn. Đó, ngay chỗ mây phía sau này luôn nè. Quá trời cao. Chạy về. Coi ghé đâu chơi nữa không. Nào thích cỡ ngựa, có dịch vụ cỡ ngựa luôn nè. Có ngựa trắng đẹp quá kìa. Ngựa này phải bự một xíu nữa là đẹp hơn. Đây là khu dịch vụ cỡ ngựa các bạn. Đúng ra là nếu đi lên cái chỗ cái crater là cái miệng núi lửa thì cho đi lên cái rìa luôn, nhưng mà nó đang phun quá nên chính phủ họ cấm rồi. Đây, chỗ này là xe đi dần đi lên miệng núi lửa nè. Đó, nhưng mà ở này không có cho lên nữa các bạn, chỉ dựng đây sầm sàm xíu thôi. Trời, ngựa nhuộm hồng ngựa luôn à, tội nghiệp ghê. Hay quá, mặc dù đang có lệnh cấm nhưng mà mọi người vẫn leo. Người ta vẫn cho, khi nào thấy nguy hiểm quá thì bắt xuống thì xuống các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tạm biệt cái khu bãi gửi xe và bán hàng rong ở đây. Dịch vụ cưỡi ngựa thả diều luôn, đầy đủ, rất là đông vui. Để đi bộ lên cái đỉnh núi đỉnh Bromo. Đây để mình zoom lại. Đây mọi người thấy bà con đang leo lên nè. Đứng quá trời nè. Đó, còn bên đây vẫn phun, bên rìa bên đây các bạn. Nóng ghê không? Thì lên được thì lên, không được thì thôi. Tùy duyên số vậy. Thì thôi, bạn nào đi không nổi thì đi ngựa cũng được nè, không thì đi bộ. Chân núi lửa rồi nè. Có một cái đền Hindu vào cuối những cái ngày lễ, kỳ lễ của Hindu các bạn. Thì người ta sẽ, người Hindu ở Indo sẽ đến đây mang hoa quả đồ đến đây cúng. Sau đó người ta sẽ leo lên miệng núi lửa và ném những cái hoa quả đồ hiến tế vào miệng núi lửa cho thần núi lửa. Thần như thần Brahma, thần tái tạo, thần sinh sôi thì phải, hay là Shiva hủy diệt cái đó không nhớ. Đó, người Hindu rất là thiêng. Những Hindu mỗi khi núi lửa phun là nổi giận, người ta lên cúng tiếp. Mấy anh đi ngựa nè, ngựa bé bé. Đây, bắt đầu leo đây các bạn, tới chân núi lửa Bromo rồi. Đi độ cao gần 3.000 mét ha, nên oxy nó cũng thấp hơn chút, đi nó dễ mệt hơn. Quên mang con flycam theo tức thiệt chứ. Không là bao đẹp. Có mấy hình khắc mặt người nè, nhìn ghê rợn ha. Làm liên tưởng ra ở Bombay, như lửa phun chết nguyên thành phố luôn. Sắp tới rồi,
nửa đường các bạn. Đi tới đó là cầu thang, đó là tới miệng núi lửa. Thử thách cuối, leo bậc cầu thang lên trên các bạn, quá đuối. Những bước chân cuối, các bạn có tò mò miệng núi lửa Romo có gì không? Đây, chuẩn bị xem nha. 3, 2, 1. Wow, đây. Các bạn nghe thấy âm thanh ù ù dưới không? Đó. Mấy cái rác đồ người ta hiến tế nè, những người Hindu cuối tuần lễ, kỳ lễ mà Hindu á, người ta sẽ đến đây xong ném những cái vật phẩm cúng tế, hoa quả đồ vô cúng cho thần núi lửa để thần đừng có giận dữ. Khói mịt mù luôn nè. Này không, quay 0.6 toàn cảnh miệng núi lửa nè các bạn. Có thể đi giáp một vòng nhưng mà người ta cho đi một phút thôi. Qua được bờ bên đây là đẹp nè. Đấy, mà quá nguy hiểm, trợt chân cá lăn xuống dưới là má cú, rớt thẳng xuống dưới luôn, ghê quá ha. Đứng từ ở trên nhìn xuống nè các bạn. Này, nãy mình đi từ phía xa kia. Đây, bến xe buýt tuốt ngoài xa kia. Ở bến xe Jeep á, Toyota, xe chở khách đến ngôi đòn ở giữa rồi bắt đầu đi lên đây. Đi đến đây cái chỗ trại ngựa, bắt đầu cho khách đi xuống nè, rồi bắt đầu leo cầu thang lên đây các bạn. Đi cũng xa, cũng 2 cây số hơn á. Đây là núi lửa Romo, miệng núi lửa. Tối phun lên rất dữ bạn, lúc nhiều lúc ít, mà hôm nay là bắt đầu tràn ngập lên luôn rồi. Trắng xóa một vùng luôn. Có ngửi thấy mùi lưu huỳnh rất là hôi. Đó, thì đây là núi lửa Romo. Hôm nay được may mắn mới đầu ngắm, nhưng mà hôm nay họ cho lên tới đỉnh luôn. Lên tới ngắm ở trong thì quá tuyệt. Cảm ơn các bạn. Ok, xin mời các về lại rồi các bạn. Các bạn thấy đây có chi tiết đó là người ta có thể chạy mấy chiếc xe tới sát chân núi lửa luôn. Nhưng mà tại sao vẫn để xa? Thứ nhất là cho khách tập đi thể dục giảm cân. Thứ hai là cho những cái bạn mà làm những cái chú mà làm nghề cưỡi ngựa nè, cho khách cưỡi ngựa có thêm được thu nhập. Cho mấy bạn đó ai thích thì đi ngựa. Đó là cái cộng sinh rất là hay các bạn. Đây, và cái hay là làm như thế thì rất là công ăn việc làm, rất là biết bao nhiêu người dân ở đây. Rồi buôn bán hàng rong, nhà nghỉ, khách sạn, tour tiết, sửa xe, vân vân. Đó, và vẫn giữ được cái môi trường, tại không có can thiệp những cái nhà kiểu xây tạm bợ vừa đủ thôi các bạn. Cảnh quan vẫn giữ nguyên, không bị phá hủy. Nên rất là thích. Mà chi phí cũng hợp lý nữa các bạn. Rồi, đi về là xe. Sạc điện thoại sáng giờ đẹp quá, chụp cháy máy luôn, hết pin. Mua ủng hộ người dân đậu phộng các bạn. Tội nghiệp nắng nôi, già cả. Bên đây có bán trái cây luôn nè. Đó, nhưng mà mua đậu phộng thôi, ngồi ăn. Biển mênh mông bát ngát, đẹp quá các bạn. Đúng kiểu mình thích. Rộng rãi, bằng phẳng, xung quanh là núi. Này giữa núi lửa phun ra là đá nó bay lên, không biết núp ở đâu luôn, không có chỗ núp luôn á. This is Black Sand Resort. Do you want stop or just pass? Tạm biệt vườn quốc gia. Vậy thôi. Ra khỏi cổng các bạn, phải đổ dốc xuống một đoạn nữa, đi 1 tiếng nữa mới tới. Xuống được tới chỗ đi Uber, đi Grab về lại ga xe lửa để lấy xe các bạn. Đường ngồi rất là chật ha. Nhường nhau vẫy tay cảm ơn, rất là nice. Rồi còn chủ nhật đi xe máy lên trời quá trời. Nguyên băng mô tô sau lưng mình nãy giờ vô không được, đường chật quá mà. Rồi, tạm biệt. Núi rừng Tây Bắc, một lộn núi rừng Romo. Các tour đi Romo sẽ dừng một chỗ, khách muốn đi thì đi, không thì thôi. Là một cái thác. Cái thác tên là Rainbow, thác cầu vồng. Thác nào cũng Rainbow hết. Thì đi bộ, nãy giờ mua vé 20.000 ruby là 35.000 các bạn. Đi bộ nãy giờ cũng một cây số hơn rồi đó. Bây giờ là vừa đến cổng thác. Welcome new Coban Pelagi. Chưa thấy cái thác đâu hết. Này tí phải kêu xe ôm chở lên. Đi xuống khỏe lên chắc đuối chết.
Trong đây có nhiều cái hoạt động ghê, ta không biết có chơi chơi rafting không, mình thích môn đó. Này là thu tiền 2.000 một lần, tự giác bỏ tiền vô thùng. Nhà vệ sinh các bạn, waterfall. Tới rồi. Đây, để coi cái thác đó coi. Thác cầu vòng của Indo có gì hay, qua Bali là bao la thác luôn. Trời, có cái thác vậy thôi hả? Này giống cái con suối hơn chứ cái thác gì đâu trời. Nhìn quả với ta. Đừng làm uổng 20.000 ruby của tôi nha. Đừng nói là có cái thác này không thì thôi chứ thác cầu vòng. Không biết lên đây còn cái thác nào không chứ cái thác này quá quải. Ồ, có thấy mấy người mang quần áo đồ tắm nè, chắc có cái thác trên đây nữa. Ở đây có một cây cầu làm bằng tre. Rồi hết rồi các bạn, có mỗi con suối này thôi, không phải cái thác nữa. Đây này, cây gì lá bự quá, giống lá khoai môn mà khổng lồ. Bà con xách đồ đi tắm rồi, chắc ở trên còn thác ở đâu nữa đó. À đây rồi, cái kia là con suối thôi, đây là cái thác cầu vòng. Đây một lai nước chảy xuống thôi, giống như cái ống nước mà bị lủng á, không thấy cầu vòng đâu hết, không có nắng. Nhìn cũng được ha, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, vật cũng khá sẽ cao, cũng khoảng 30m đó các bạn. Rồi đây là thác cầu vòng, tưởng suối nãy chắc xuống đòi tiền lại á. Đây nước ẩm quá trời, bay tứ tung, rainbow fountain, lòng rainbow waterfall. Đây các bạn, đây toàn cảnh thác. Đây thác voi, ủa lộn, thác rainbow bridge, thác rainbow thôi các bạn, thác cầu vòng. Một dải lụa đào, này mới đúng một dải lụa nè, trắng giữa rừng núi. Cũng dễ thương, xanh xanh, không có xây dựng gì hết, để tự nhiên luôn các bạn. Mình tiến đi bộ lên đi xe ôm các bạn. Giá bằng giá giấy ôm rồi, 35.000 cho cuốn xe ôm. Đây cũng phải còn dốc. Giá cả đi xíu mạnh, còn dốc. Còn có phải còn đau, cũng chỉ cứ bây giờ. Rất sụng phải. Ham chạy mà tầm quá mà, đều bước quá mà. Dốc luôn, tin tưởng tài năng của bác tài xe ôm. Trại với bàn sóc vẫn còn nguyên vẹn. Trầm quá kỹ các bạn. May không có mưa ha. Có thể hôm qua có mưa, nhưng mà cũng không sao. Đây còn nguyên si, không bị đập kiến. Quá được. Thằng rồng này các bạn, có bán cái cây mà gắn thẻ vô kìa. Đã phải chòm ra. Tội đó. Này có đọc lén đọc đăng kiểm tôi không đây. Con quá, gia đình ngồi ăn lại mua, nhưng mà mấy cô tặng luôn. Thank you. Bạn thấy mấy cô đó là ngồi gia đình ăn mà mình tưởng bán. Xong cái này nhìn giống bánh tét ghê. Xong cái tặng luôn. Nó tặng một cây không có bán. Bánh tét ở trong như nhân đậu xanh. Được thêm một ăn với hộp vịt muối các bạn. Lộc ăn ghê. Số hưởng. À, đây mấy cô rủ văn luôn các bạn. À đây Indonesia. Yeah. Bisa. Đây các bạn, đây là món giống như bánh tét, bánh ú vậy đó. Ăn tay luôn. Ăn với trứng đây. Giống với cái này giống như ăn với mấy cái món cơm vậy đó. Cô sơn cà ren vậy đó. Ăn tay luôn, ăn với mọi người luôn. Đó, ok. Video. Các bạn ăn chật ở Indonesia.
Indonesia. Indonesia. Bisa, bisa. Oke. Bisa. Chắc làm rễ Indo luôn đó các bạn. Bó vừa có không? Mọi người mời đồ ăn rất là nhiều. Trứng cá, mâm hấp. Đây là cô gái nãy qua giúp mình. Hello. Lại sầu riêng, cảm cho mấy cô, mấy chị. Quá dễ thương luôn. Mọi người xin Facebook, xin TikTok để làm quen. Ok, giao sầu riêng cho khách bằng cách cột dây thế này. Đó. Cột dây ba trái vô, cột chung một bịch một cọng cho khách sắp đi. Nhanh còn lẹ. Đó. Rồi treo lên, treo ở giữa thêm vòng nữa, chàng làm có vẻ lộng cộng, tính toán cũng chậm. Tặng mình một cái bè đai, và đây là anh đi và gia đình anh đi, năm đứa con nữa các bạn. You see yourself on YouTube. On my YouTube. Yeah. Đây, gia đình anh đi đang cũng đi về, rất là thích xem anh. Ok, bye bye, lovely family. Bye guys. Đi tiếp các bạn. Trả thẻ, không lấy cái thẻ Ethan, thẻ cao tốc xài tiếp. Ai mưa rơi tối mặt tối mũi luôn, mở đèn lên cho người ta thấy mình, mở thêm cái đèn vàng vàng phía sau, cái đèn giống như đèn cảnh sát đó, nhưng mà không phải xanh đỏ mà đèn vàng các bạn, để cho người ta thấy mình. Trời mưa tầm nhìn kém, với lại mốt ví dụ lên cao tốc chạy nhanh hơn xe mình nhiều thì mở đèn này cho người ta thấy, giống kiểu xe công trường, xe chạy chậm vậy đó. Nó mở đèn trước, mở đèn chớp chớp vàng phía sau, có nút công tắc nối ra trước ở đây luôn nè, rồi thay đổi kiểu chớp cũng được, nhưng mà bằng màu vàng thôi, cho phía sau mấy xe kia nó cũng làm theo. Thói quen người ta hay vậy, ở có thì mở xi nhan tất cả cùng mở rồi, hoặc là khi mà trời sương mù đâu đó, tất cả cùng mở lên cho nó an toàn. Giờ giữ tốc độ chạy 65 thôi. Giờ mới thấy mưa Indo nè, tối mặt tối mũi luôn. Này không biết có lục không ta, lục là mệt đó nha. Đó là bạn sóc tiêu tùng á. Mưa tối thui luôn. Không thấy đường chạy luôn. Lết lết thôi, cho nó an toàn. May nay giờ đi núi lửa Romo xong xuống là mưa lớn, vớt được đúng buổi sáng nay, cần trời khô với có nắng thì có, vừa xong là ấy cũng may. Nhưng mà tối qua mưa không sao, tại tối qua cũng không phải ngày ngắm cảnh, giờ xuống này chịu khó lết về thôi các bạn, mưa quá mưa. Mình bắt đầu mình quẹo trái, mình đi nhánh bên đây về tiếp Phan Thiết các bạn, chứ không có ra Dầu Dây. Cơ cốc Long Thành Dầu Dây nó tách qua đây để đi tiếp về Phan Thiết ra tắm biển, xong rồi qua Indo tiếp các bạn. Cao tốc Long Thành Dầu Dây nối dài qua tới bên Indo luôn nè, khủng khiếp không. Chuẩn bị nhập vô cao tốc Long Thành Dầu Dây đây, 62 cây nữa là tới. Mấy bạn, chiếc xe màu xanh là của mấy cô nãy đó các bạn, nãy mời mình ăn đó. Dễ thương quá. Nãy mời mình ăn xong cái đòi gã con gái cho mình luôn. Hết Thái Lan, Malaysia, giờ tới Indo đòi gã con gái cho mình. Đó, nguyên gia đình dễ thương. Đâu nãy là mấy cô đó ngồi ăn mà mình tưởng là bán, thấy cái gì giống bánh chưng ngon quá, xong cái mua ủng hộ.
hỏi có bán không, cái dùng rủ ăn rồi xong nói chuyện đòi gã con gái cho luôn, nói hai nhỏ này ế nè mày hốt nó dùng tao. Xong rồi thêm gia đình của Andy với anh, cũng còn bốn mấy gần 50 thôi mà đã năm đứa con rồi các bạn đó. Xong cái tặng mình cái này ảnh làm cho công ty này không biết là cái gì, Reborn IMP gì nè, Outlet cái gì giống bảo vệ hay gì không, dịch vụ security hay gì không rõ đâu. Đó, xe phía trước dễ thương, mấy người bạn Indo xong rủ về nhà ở chamber mà nó ngược đường với mình không thì cũng tới nhà trải nghiệm thử có dịp sao, đó mới là authentic đó. Còn giờ đuối quá, nó ngược đường quá, vòng lại quá xa nên thôi, mà gặp nhau trên đường thì vui rồi, có tương tác trên trên mạng xã hội thôi các bạn. Rồi chạy xa tầm tầm chơi. Mấy đứa nhỏ tắm mưa, nãy có mấy đứa đứng trên cao tốc tắm mưa luôn mới ghê chứ, thấy xe qua là xe bóp kèn tin tin cười chết, liều quá liều. Con nít Indo còn tuổi thơ quá ha, còn được chơi vui ở dưới quê. Giờ Việt Nam cũng còn ít thấy tắm mưa, chắc ở dưới quê lắm. Giờ chứ Sài Gòn là thua rồi đó, nguy hiểm. Chui vô những con đường nhỏ nhỏ các bạn, mệt quá nói hết nổi luôn rồi. Nhường cho bạn này qua đi. Chặt quá chặt. Ý. Vừa đủ hai chiếc xe thôi. Điền trạm hay gì không, khóa heo chui vô đây cho ta. 200 meters. Turn left. Này tối là nãy ăn tối, ăn chiều, ăn ké rồi, còn mì gói tối là ăn thôi chứ. Giờ đi đâu nữa? Mưa buồn ngày nấp nhà thôi. Con mà có mưa chở nít chạy đó là ngay khúc cua mà dừng xe nguy hiểm quá ta. Trong hẻm nhỏ nhà riêng chắc cũng đỡ rồi, sắp tới các bạn. Evacuation route nè, có mấy cái bảng lỡ có động đất thì chạy vô đó, núi lửa phun. Rồi, nghỉ nha, quá mệt.